Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi cuối học kỳ 2 năm học 2019-2020 toán lớp 5 nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm nhé. Còn nếu em nào bận quá có thể xem quảng cáo 15 đến 20 giây để giúp thầy nha, để cho thầy có kinh phí làm nhiều video clip bài giảng toán lý hóa cho các em xem nha. Rồi, mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Đề thi cuối học kỳ 2 năm học 2019-2020 toán lớp 5. Đề thi sẽ gồm có hai phần, phần trắc nghiệm và phần tự luận. Phần trắc nghiệm là 7 điểm. Bây giờ thầy sẽ cho đề bài chạy từ trên xuống dưới, các em có thể làm qua một lần. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Thầy sẽ cho chạy từ từ, các em có thể tạm dừng video và làm hết đề thi. Rồi sau đó xem thầy giảng bài, rồi kiểm tra kết quả xem có đúng hay không nhé. Rồi thầy sẽ cho chạy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên qua một lần cái đề bài cho các em xem. Giờ thầy bắt đầu giảng bài nha. Rồi câu 1.1, phân số 2019 chia cho 10 được quyết dạng số hợp phân là bao nhiêu? Như vậy là 2019 chia cho 10 có nghĩa là mình sẽ xuất hiện dấu phẩy phía trước dấu chính, đúng không? Có nghĩa sẽ là kết quả sẽ là 201,9. Giờ mình kiểm tra các đáp án ABCD, đáp án nào 201,9 thì mình sẽ phân tròn, đúng không nè. Như giờ câu số 1 này mình sẽ phân tròn đáp án B nha. Tiếp theo câu số 2, số bé nhất trong các số sao. Ở đây người ta cho mình 4 số, đúng không nè. Mình muốn biết số nào bé nhất thì mình sẽ so sánh lần lượt các chữ số từ trái qua phải nha. Số đầu tiên, số 2 giống nhau rồi. Số sao dấu phẩy nè, số này là số 0. Số 1, đây số 1, đây số 9. Như vậy số 0 sẽ nhỏ nhất, đúng không nè. Như vậy số bé nhất trong các số sao sẽ là 2,019 nha. Giờ kiểm tra các đáp án ABCD, đáp án nào không 2,019 thì mình phải phân tròn nha. Câu số 2 mình sẽ phân tròn đáp án A nha. Giờ tiếp theo là câu số 3. Một hình tam giác có diện tích là 5/8 mét vuông, độ dài cạnh đá là 1/4 mét. Vậy chiều cao của tam giác đó là bằng bao nhiêu? Như vậy để làm được bài này thì mình phải nhớ là công thức tính diện tích tam giác, đúng không nè. Công thức diện tích tam giác mình sẽ lấy độ dài đá nhân cho chiều cao chia cho 2. Như vậy người ta cho mình diện tích, cho độ dài cạnh đá, mình tính chiều cao. Như vậy mình sẽ lấy diện tích là 1/8, mình sẽ nhân cho 2, rồi sau đó chia cho độ dài cạnh đáy là 1/4 thì sẽ ra kết quả, đúng không nè. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 5 mét nha. Giờ kiểm tra các đáp án ABCD, đáp án nào là 5 mét thì mình chọn thôi. Như vậy câu số 3 này đáp án đúng sẽ là đáp án D, 5 mét. Tiếp theo câu 1 chấm câu số 4 nha. Một lớp học có 12 học sinh nữ và 18 học sinh nam, vậy tỷ số phần trăm học sinh nam so với học sinh cả lớp là bao nhiêu? Như vậy người ta cho là một lớp học có 12 học sinh nữ, 18 học sinh nam. Tính tỷ số phần trăm của số học sinh nam so với số tổng số học sinh cả lớp. Như vậy mình sẽ tính tổng số học sinh cả lớp trước, đúng nè, bằng cách lấy 12 cộng cho 18 bằng 30. Như vậy cả lớp có tất cả là 30 học sinh. Như giờ tìm tỷ số phần trăm của số học sinh nam trên cả lớp thì mình sẽ lấy là 18 chia cho 30. 18 chia cho 30 bằng 0,6. Như giờ chuyển thành tỷ số phần trăm thì mình sẽ nhân cho 100, đúng không nè. 0,6 mà nhân cho 100 thì bằng là 60. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 60% nha. Giờ mình kiểm tra coi 60% là đáp án nào nè. Đáp án D, đúng không nè. Như giờ câu số 4 mình sẽ chọn đáp án D luôn nha. Tiếp theo là câu số 5. Mua 1,5 đường, kg đường, 1,5 kg đường hết 45.000 đồng. Vậy mua 4,5 kg đường hết số tiền là bao nhiêu tiền? Giờ câu này mình sẽ làm như thế nào nè. Người ta nói là mua 1,5 kg đường hết 45.000 đồng. Như vậy làm trước hết mình tính xem 1 kg đường giá bao nhiêu tiền, đúng không? Bằng cách lấy 45.000 đồng chia cho 1,5. 45.000 chia cho 1,5 thì sẽ bằng 30.000 đồng, có nghĩa là 1 kg
gam đường là giá sẽ là 30.000 đồng. Như vậy mua 4,5, như vậy mình lấy 30.000 nhân cho 4,5 nha. Kết quả là 135.000 đồng. Giờ mình kiểm tra xem đáp án ABCD đáp án nào là 135.000 đồng. Đáp án C đúng nè. Như vậy câu số 5 mình sẽ phân chọn đáp án C nha. 135.000 đồng. Tiếp theo là câu số 6. Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh 2,5 cm là bao nhiêu? Như vậy là mình phải nhớ là tính công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương đúng không nè. Hình lập phương là hình có các 6 mặt đều là hình vuông. Đúng không nè? Như vậy diện tích xung quanh có nghĩa là diện tích của 4 mặt nha, 4 mặt hình vuông. Như vậy trước hết là mình lấy 2,5 nhân 2,5 thì ra diện tích của một mặt đúng không nè. Sau đó mình nhân cho 4 thì sẽ ra kết quả, có nghĩa là cạnh nhân cho 4 thì sẽ ra diện tích xung quanh của hình lập phương. Như vậy là 2,5 nhân 2,5 nhân 4 thì bằng 25. Đơn vị 25 cm vuông. Giờ như vậy kết 25 cm vuông là đáp án A. Như vậy câu số 6 mình sẽ chọn đáp án A nha. Là 25 cm vuông. Tiếp theo là câu số 7. Điền số hích hợp vào chỗ chấm. Như vậy bên đây là 2,018 m² đổi qua dm². Như vậy các em nhớ là đổi từ m² sang dm² thì mình nhân cho bao nhiêu nha? Nhân cho 100 đúng nè. Như vậy là 2,018 nhân cho 100 thì mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy về bên phải hai con số. Như vậy kết quả sẽ là 201,8 nha. Rồi như vậy mình điền kết quả đây sẽ là 201,8. Đúng không này? Hai trăm lẻ một phẩy tám nha. Giờ tiếp theo là câu B. 2,3 giờ đổi thành phút. Mình biết một giờ thì bằng bao nhiêu phút nè? Một giờ thì bằng 60 phút. Như vậy 2,3 giờ thì mình sẽ nhân cho 60 phút đúng nè. Thì sẽ ra 138 phút. Như vậy ở đây mình sẽ gõ, mình sẽ viết chữ là 138 phút nha. 138 phút. Giờ xong. Mình sẽ tiếp theo mình qua câu số 8. Nói x y với giá trị hích hợp. Như vậy ở đây là 0,01 nhân cho x thì bằng 20,19. Như vậy x sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây là phép nhân nè. Nhân 0,01 chuyển với ba hành chia 0,01, như vậy x sẽ bằng 20,19 chia cho 0,01 nha. Kết quả sẽ bằng 2019. Giờ như vậy mình sẽ nối cái x đây. X ở đây với là giá trị là 2019 nối qua nha. Đúng không nè? Tiếp theo ở dưới đây, y chia cho 0,1 bằng 201,9. Như vậy y sẽ bằng bao nhiêu? Y sẽ bằng 2000, y sẽ bằng 201,9 chia cho 0,1 thì chuyển quế thành nhân 0,1, có nghĩa là 201,9 nhân cho 0,1 nha. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 20,19. Như vậy mình sẽ nối bên đây với là 20,19. Rồi nối y với lại giá trị là 20,19. Đúng không nè? Rồi từ câu 1 câu 8 có em nào có thắc mắc gì để lại bình luận phía dưới video, thầy sẽ giải thích thêm cho các em hiểu nha. Câu số 9. Bạn An là một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài bằng 5 cm, chiều rộng bằng 3 cm và chiều cao bằng 2 cm. Bạn An dán giấy màu tất cả các mặt. Em hãy điền số hích hợp vào chỗ trống. Giờ như vậy là mình người ta cho cái hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì mình sẽ tính được thể tích đúng không này? Thể tích của hộp bạn An là bao nhiêu? Mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao là ra kết quả ha. Như vậy là 5 nhân cho 3 là 15, nhân 2 là hằng 30. Như vậy kết quả là 30 cm khối đúng không nào? Như chỗ này mình sẽ gõ chữ là
30 cm khỏi. Tiếp theo là người ta kêu mình tính diện tích giấy màu bạn đang cần dùng để dán tất cả mặt ngoài của cái hình hộp đó là bao nhiêu. Như vậy là mình sẽ tính diện tích toàn phần của cái hình hộp chữ nhật. Như vậy trên trước mình tính diện tích xung quanh trước đúng không nào? Diện tích xung quanh thì bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 nhân cho chiều cao. Như vậy là 5 cộng 3 tất cả nhân cho 2 rồi nhân cho chiều cao là 2 nữa. Như vậy là 5 cộng 3 là 8, 8 nhân 2 là 16 nhân 2 nữa là thành 32. Như vậy diện tích xung quanh sẽ là 32 đúng không? Rồi sau đó mình cộng diện tích hai đáy. Có nghĩa là 2 nhân cho chiều dài nhân chiều rộng nhân 5 nhân cho 3 đúng không nào? Như vậy ở đây sẽ bằng bao nhiêu nè? 5 nhân cho 3 là 15, 15 nhân 2 là 30. Như vậy 32 cộng 30 thì bằng 62 đúng không nào? Cái này là mình tính nháp ở ngoài ha. Sau khi tính nháp xong mình sẽ điền kết quả ở đây. Kết quả cuối cùng sẽ là 62 đúng không nào? Em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Đây, diện tích xung quanh cộng cho diện tích hai đáy. Rồi, xong. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong phần tự luận mà. Phần trắc nghiệm nha. Mình vừa xong phần trắc nghiệm, bây giờ mình sẽ qua phần tự luận nha. Phần trắc nghiệm có em nào giống kết quả hết với của thầy thì để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua phần tự giải hay là phần tự luận cũng được. Bài 1 thực hiện phép tính. Giờ ở đây mình sẽ có thực hiện cái phép tính cộng trừ nhân, nhân chia số và phân. Đúng không nè? Giờ bài số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm trước câu số 1. Bài số 1 nha. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ các em làm xong bài 1 chưa? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ trước hết mình sẽ lập phép tính theo hàng dọc giống đúng nè. Rồi sau đó mình tính thôi. Mình nhớ là đặt hai dấu phẩy này khẳng hàng từ trên xuống nha. Như vậy số 6 này đem xuống nè. 5 cộng 9 bằng 14, quý 4 nhớ 1 nè. 4 cộng 8 là 12. 12 giống khi 1 nữa là 13, quý 3 nhớ 1 tiếp. Rồi dấu phẩy đem xuống nha. 3 cộng 7 là 10. Với một khi 1 nữa là 11, phía 1 nhớ 1 tiếp nha. 2 cộng 6 là 8, khi 1 là 9. Như vậy kết quả là 91.341,346 nha. Đúng không nè? Tương tự ở đây mình sẽ thực hiện phép tính ở đây. Ở đây mình không có nghĩa là mình hiểu đây là hai số 0 nha. Như là 0 trừ 7 không được, mình lấy 10 trừ 7 được 3. Quyết 3 nhớ 1 nha. 1 nhớ thêm đây là thành 2. 0 trừ 2 không được, mình lấy 10 trừ 2 được 8. Quyết 8 nhớ 1 tiếp. Như vậy ở đây sẽ thành số 1 0. 0 này thêm 1 là 1 nha. 8 trừ 1 bằng 7. 1 trừ 2 không được, mình lấy 10. 1 trừ 2. 11 trừ 2 bằng 9, quý 9 nhớ 1 tiếp đúng không nè. Như vậy đây sau đây sẽ là 1. Như vậy là 20 trừ 1 thì bằng 19. Đúng không nè. Như vậy kết quả là 1997,83 đúng không nè. Giờ tiếp theo bên đây phép nhân. Như vậy mình cũng là phép tính theo hàng dọc. Giờ mình sẽ nhân bình thường ha. Cuối cùng mình mới thêm hai dấu phẩy sau nha. Giờ mình sẽ lấy 2 x 8 bằng 16, quý 6 nhớ 1. 2 x 1 là 2, khi 1 là 3, quý số 3. 2 x 0 bằng 0, quý số 0. 2 x 2 bằng 4, quý số 4. Ở dưới đây thì mình sẽ khục vô ha. Vì mình sẽ lấy 3 nhân tiếp. 3 x 8 là 24, quý 4 nhớ 2. 3 x 1 là 3, khi 2 là 5, quý số 5. 3 x 0 là 0, quý số 0. 3 x 2 là 6, quý số 6. Giờ sau đó mình cộng từ trên xuống nha. 6 đem xuống nè. 3 cộng 4 là 7, quý số 7 nè. 0 cộng 5 là 5.
4 cộng 0 là 4. Số 6 đem xuống. Giờ ở đây mà dấu phẩy trước một số, đây dấu phẩy trước một số có nghĩa là dấu phẩy trước hai số. Giờ đây sẽ là dấu phẩy nha. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 645,76. Giờ tiếp tục câu D. 1310,4 chia cho 56. Rồi như vậy là mình sẽ trước hết mình lấy 131 chia cho 56 thì bằng 2 nha. 2 nhân cho 56. 2 nhân cho 56 thì bằng 113, 112 nha. 2 nhân 56 thì bằng 112. 131 trừ 112 thì còn lại 19 nè, đúng không nào? Mình sẽ còn lại 19 đây. Sau đó hạ số 0 xuống thì mình sẽ được là 190. 190 chia cho 56 thì sẽ được là 3, đúng không nè. 3 nhân cho 56 thì bằng là 168. 190 trừ cho 168 thì được 22. Như vậy 22 chỗ này nha. Giờ dấu phẩy ở đây mình đem qua đây luôn ha. Hạ số 4 xuống. Như vậy là 224 chia cho 56 thì được 4. 4 nhân cho 56 thì bằng 224. Trừ nhau thì bằng 0. Như vậy kết quả cuối cùng là 23,4 và hết luôn ha, đúng không nào? Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong bài 1 nha. Bài 1 này có em nào đúng hết để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp bài 2 luôn nha. Giờ bài số 2, quãng đường từ E Kha đến Buôn Mê Thuột dài 52 km. Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe máy từ E Kha lên Buôn Mê Thuột với vận tốc là 40 km/h. Hỏi người đó đến Buôn Mê Thuột lúc mấy giờ? Giờ như vậy ở đây người ta cho mình quãng đường từ E Kha đến Buôn Mê Thuột là 52 km. 7 giờ sáng đi với vận tốc. Như vậy mình có quãng đường nè, có vận tốc, mình sẽ tính thời gian đi, đúng không nè? Như vậy trước hết mình sẽ tính thời gian đi, mất thời gian bao lâu, mất bao lâu ha, để mình đi quãng đường đó. Giờ bài số 2, các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài số 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ em nào làm xong bài số 2 thì xem đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Như vậy trước hết ở đây người ta cho mình quãng đường. Rồi quãng tốc mình sẽ tính thời gian đi trên đường nha. Thời gian đi trên đường. Của người đó đúng không nè. Giờ như vậy mình sẽ lấy quãng đường chia cho vận tốc thì sẽ ra thời gian thôi. Như vậy là quãng đường 52 chia cho vận tốc 40. Dạ, 52 chia cho 40 sẽ bằng bao nhiêu nè? 52 chia 40 thì bằng là 1,3, đúng không nè? Như vậy 1,3 giờ nha. Giờ sau đó mình sẽ đổi cái giờ này qua giờ phút nha. Đổi nè. 1,3 giờ mình sẽ đổi qua 1 giờ bao nhiêu phút. Như vậy là 0,3 giờ này mình sẽ đổi qua phút. Như vậy 0,3 mình đúng giờ đổi qua phút thì mình nhân cho 60, đúng không nào? 0,3 nhân cho 60 thì bằng 18. Như vậy có nghĩa là 1 giờ 18 phút. Giờ sau đó mình sẽ người ta hỏi là người đó đến Buôn Mê Thuột lúc mấy giờ? Vậy mình trả lời vậy. Người đó đến Buôn Mê Thuột lúc 7 giờ nè. Như vậy mình 7 giờ mình sẽ lấy 7 giờ có nghĩa là giờ xuất phát nè. Mình cộng cho 1 giờ 10 18 phút đúng không nè. Giờ kết quả sẽ bằng
7 giờ cộng 1 giờ là 8 giờ đúng không? 18 phút giữ nguyên. Giờ như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 8 giờ 10 18 phút và đáp số luôn nha. Đáp số là 8 giờ 18 phút. Rồi, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải một đề thi cuối học kỳ 2 toán lớp 5 nha. Đây là đề 1 nha, thầy sẽ làm đề 2 trong thời gian sớm nhất nha, có thể nha. Rồi, nếu các em thấy thầy giảng dữ hiệu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Giờ thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.